Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Ngoài việc vận dụng phong thủy giúp chiêu tài thì việc hạn chế những sai lầm gây ra thất thoát tiền bạc hay là cách cục phá tài cũng quan trọng không kém, nhưng mà rất ít người chú ý đến điều này. Vậy thì các nguyên tắc phong thủy để mà tránh phá tài cho năm 2023 này cụ thể là gì? Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Và đã bao giờ bạn tự hỏi là liệu mình có là người may mắn về tiền bạc không? Hay bạn có khi nào bạn tự hỏi là ngay cả khi mình đã rất nỗ lực rồi, nhận được một khoản tiền rất lớn rồi, nhưng mà ngay sau đó thì lại chuyển sang tiêu tốn vào những chi phí khác hoặc là hao hụt theo nhiều cách rất là khó hiểu? Hay là bạn có bao giờ bạn cảm thấy ở trong nhà luôn bị thiếu tiền? Điều này giải thích là tại sao việc củng cố tài lộc hay là tụ tài luôn là một trong những mối quan tâm rất lớn của các bạn gửi cho tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Nhiều người thì thường tập trung vào việc chiêu tài, nhưng mà không có nhiều người hiểu rằng cái việc chú ý đến tụ tài hay là củng cố và giữ được nguồn tài chính mà bản thân đang có ấy thì sẽ còn quan trọng hơn rất nhiều. Thực tế là có rất nhiều yếu tố phong thủy có thể gây ra cái việc thất thoát này, cũng như là xui xẻo về tài chính. Ví dụ như là một ngôi nhà mà hấp thụ những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài hay là sắp xếp công năng sai cách thì sẽ khiến cho vận sức khỏe đi xuống và chúng ta hay bị tiểu nhân lừa tiền, kinh doanh thì sẽ thua lỗ. Đây là một trong những minh chứng rất là rõ cho cái điều này. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn nguyên tắc phong thủy để chúng ta tránh phá tài cho năm 2023. Chúng ta có những thiên tinh sau sẽ cần phải lưu ý về cái việc phá tài này. Thứ nhất là thái tuế, thứ hai là tuế phá, thứ ba là bộ tam sát và thứ tư là ngũ hoàng. Việc làm sao để mà chủ động cũng như là tránh kích hoạt các phương vị tại những nơi mà có hung tinh tôi vừa mới kể trên ấy thì sẽ là điều chúng ta cần phải lưu tâm. Đầu tiên là thái tuế và tuế phá của năm 2023. Năm 2023, phương vị của thái tuế rơi vào chính đông và tuế phá là phương vị đối diện, nghĩa là chính tây. Chính vì thế nên phương vị thái tuế luôn tiềm ẩn năng lượng xấu sẽ làm gia tăng và rất là mạnh mẽ vào năm mà bị phạm thái tuế, làm cho dương khí suy giảm. Ngay cả đối với cả phương vị đối diện với nó cũng sẽ bị suy thái theo. Điều này khiến cho khu vực tuế phá là vị trí đối xung của thái tuế cũng bị thoái khí và năng lượng âm sẽ lấn át. Khi mà xác định được vị trí của thái tuế và tuế phá năm 2023, cụ thể là những ngôi nhà tọa đông hướng tây hoặc họa tọa tây hướng đông, thì ta nên bố trí những vật phẩm phong thủy phù hợp và đặc biệt là tránh gây ra những cái xung động, xáo động cho cái khu vực phía đông và phía tây của nhà chúng ta trong năm tới. Đối với cả những ngôi nhà mà có ngõ nhỏ hay là có con đường ở đằng sau mà lại sôi động nữa ấy, thì năm sau các bạn hãy cẩn trọng ở khu vực phía sau nhà chúng ta là không được mở cửa hay là cửa sổ. Và tiếp theo là một vị trí chúng ta cũng cần phải lưu tâm mà thần sát chiếu tới, đó là tam sát. Do phương vị tam sát năm 2023 nằm ở chính tây nên phương vị này cũng trùng với vị trí của tuế phá tôi vừa nói ở trên, đúng không ạ? Và phạm một phần với cả ngũ hoàng nữa. Hướng tây bắc trong năm Quý Mão là có ngũ hoàng, càng khiến cho khu vực phía tây đặc biệt là xấu. Thì những vị trí như cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh hay là những cửa dẫn tới cổng sau chẳng hạn thì sẽ cần phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất là chúng ta nên đóng lại nếu như có những cửa khác mà chúng ta có thể đi được. Và thần sát thứ ba tôi cần nói với các bạn, đó là vị trí của sao ngũ hoàng. Trong năm 2023, khu vực phía tây bắc do sao ngũ hoàng liêm trinh đáo tới, đây là một hung tinh có thể gây ra những tai họa và hung hiểm trong cuộc sống cũng như là trong công việc của gia chủ. Đây là một trong những hung tinh xấu nhất trong hệ thống của những thiên tinh mà chúng ta cần phải lưu tâm. Ta cần tránh bày gương hay là kính hoặc là những vật mang tính kim hay là màu đỏ, màu vàng tại vị trí này. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải hạn chế động thổ hay là đặt để những tạp vật ở đây để mà tránh những cái tác động xấu ngoài mong muốn. Vậy thì cách nào để hóa giải cho phong thủy của những khu vực này để mà tránh phá tài trong năm 2023? Đơn giản và hữu hiệu nhất để hóa giải phong thủy gây phá tài năm 2023 chính là chúng ta tránh kích hoạt những nguồn năng lượng xấu. Những hành động sau
thì sẽ kích hoạt lên các năng lượng xấu trong những khu vực mà tôi đã kể trên. Nghĩa là các khu vực ngũ hoàng, tam sát, thái tuế và tuế phá thì chúng ta cần phải tránh những cái hoạt động xây dựng này, lắp đặt này, hay là những tác động mang lại cái sự rung động lớn như là động thổ này, khoan đục, phá tường, hay là chúng ta để những cái hoạt động quá nhiều ở khu vực này. Và để có đấu pháp cụ thể hơn với những cái cục phá tài như vậy, và hơn nữa là những khu vực khác ở trong nhà chúng ta cũng có cách cục kích tài, chúng ta sẽ cần làm song song vừa khắc chế khu vực phá tài mà vừa phải kích hoạt khu vực kích tài của chúng ta thì mới có thể là một cái phương pháp toàn diện được. Và những phương pháp này sẽ cần tới những sự tư vấn của những người phong thủy sư chuyên nghiệp. Và hy vọng với những chia sẻ trên thì đã giúp các bạn lý giải được kỹ hơn về những khu vực làm cho chúng ta bị phá tài trong năm 2023. Trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy của năm 2023. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.